Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Ichimoku Club cũng như là quay trở lại với video gọi là mỗi ngày một cơ hội của em tính ha. Thì ngày hôm nay lại giới thiệu cho mọi người là hai mã cổ phiếu nha anh chị, nằm trong nhóm bất động sản, nhưng mà đợt này thì chúng ta không em không có giới thiệu mọi người mã cổ phiếu Midcap nữa hay là Blue Chip, mà đây là hai mã cổ phiếu Penny. Thì dạo gần đây thì những cái video em thì em toàn khuyến nghị những cái mã Midcap thôi, những cái mã Midcap, cho nên là bây giờ em sẽ khuyến nghị mọi người hai cái mã cổ phiếu Penny để dành cho những anh chị nào thích đánh Penny hoặc là còn dư tiền hay gì đó, hoặc là chưa có nhóm cổ phiếu bất động sản. Thì anh chị có thể tham gia vào hai cái mã cổ phiếu này, tại vì em thấy nhóm bất động sản, tại sao lại là bất động sản, tại vì em thấy nhóm bất động sản trong giai đoạn vừa rồi thì thật sự ra là nó cũng chưa tăng quá nhiều, và hiện tại nó đang có những cái nền giá tích lũy rất là đẹp, đặc biệt là hai mã cổ phiếu này đã vừa mới vượt được cái vùng nền tích lũy của nó nhưng mà chưa đi quá xa, cho nên em nghĩ là có thể tận dụng những nhịp back test trở lại thì mình có thể là mình mua được đối với hai cái mã cổ phiếu này. Ok anh chị, thì hiện tại đang là 1:30 rồi sáng rồi, thì ngồi đây lọc mã cổ phiếu cho anh chị thì thấy hai mã cổ phiếu Penny này cũng khá là ok, mà chợt nhận ra thì trong giai đoạn vừa rồi thì mình cũng không có khuyến nghị Penny gì quá nhiều, cho nên là giai đoạn này cũng muốn gọi là lọc ra được hai mã cổ phiếu Penny đẹp như thế này thì anh chị cũng có thể gọi là tham gia được nha, này có thể là tham gia được vào những cái mã cổ phiếu, mà hai cái mã cổ phiếu em khuyến nghị mọi người đó chính là DXS và DRH á, thì chúng ta có thể kỳ vọng một cái nhịp tăng được từ 30 cho tới 50% trong giai đoạn sắp tới. Ok hai này, rồi chúng ta sẽ bước vào cái video ha. Thì trước khi bước vào cái video thì anh chị nhớ để lại cho em một like, một đăng ký kênh, cũng như là thả cho em một cái quả tim ở bên dưới phần bình luận để tăng cái độ tương tác cho video nha anh chị. Anh chị nào cần đi tìm một cái người tư vấn, một cái người đồng hành trên thị trường thì nhớ liên hệ trực tiếp với số Zalo của em trên màn hình nha. Ok, rồi thì đầu tiên đó chính là mã cổ phiếu DRH. Thì thông thường em nói với mọi người DRH là một trong những cái mã cổ phiếu thuộc cổ phiếu loại 2. Nó đã có một cái nền tích lũy rất là dài từ tháng 12 năm ngoái cho tới thời điểm hiện tại là 6 tháng. Thì trong cái phiên giao dịch ngày 31 tháng 5 vừa rồi thì nó có một cái nhịp phá đi cái nền tích lũy này, và sau đó đang có những cái nhịp bull back test ngược trở lại, thì em nghĩ là cái vùng mua đối với DRH á, thì chỉ có thể là mua quanh cái mốc là tầm từ 6.5 tới 6.7. Yani cái giá hiện tại thì mua vẫn được. Thật sự giá hiện tại đối với DRH anh chị vẫn vào được, anh chị vào trước một phần rồi nếu nó có test về tầm khoảng 6.47, 6.5 á, anh chị nhồi thêm cho em một phần nữa là em nghĩ là ok nha. Thì đối với DRH thì em nghĩ là đây là một trong những cái mã cổ phiếu vừa bứt ra khỏi cái nền tích lũy 6 tháng của nó, thì thông thường đối với những cái mã cổ phiếu như thế này á, thì em kỳ vọng là nó phải chạy được từ 30 cho tới 50%, đặc biệt mã cổ phiếu DRH là một cái mã cổ phiếu penny, nó rất là nhẹ và nó rất là dễ kéo, và nó trong lịch sử thì nó có tiền sử bị bệnh điên anh nhỉ, nó có tiền sử bị bệnh điên, cho nên đối với những cái mã cổ phiếu này thì trong giai đoạn này chúng ta cũng sẽ không biết trước được gì, thì và có khả năng nó sẽ tăng rất là sốc trong giai đoạn sắp tới. Đây là mã cổ phiếu DRH anh nhỉ, thì nếu mà đo từ cái nền mà chạy 30% thì em nghĩ nhịp này nó phải lên được tầm khoảng lanh quanh và 8 chấm ít cho tới giá chính nha, này nó phải lên được tầm khoảng 8 chấm ít cho tới giá chính, xa hơn thì nó sẽ về mệnh là được giá 10, nhưng mà cứ trước mắt là 8 chấm ít cho tới giá chính thôi nha anh chị. Về mặt cái khung đồ thị tuần thì em thấy nó đang cũng sắp đã vượt mây được rồi, đây nó cũng sắp vượt mây được rồi và nó đã vượt qua được cái vùng đỉnh gần nhất của nó là cái vùng tầm khoảng 6.43 ở đây, thì nó đang bắt đầu có những cái nhịp test lại, em thấy khá là ok nha anh chị. Anh chị có thể canh mua vào ngày mai, giá hiện tại có thể vào thăm dò được một ít. Và nếu như mà nó có những cái nhịp điều chỉnh về lại 6.5 thì chỉ có thể là mua nhồi thêm. Thì điểm trừ của con DH hiện tại thì nó đang bị tâm lý gọi là hưng phấn tương đối cao, cho nên khả năng em nghĩ là nó sẽ cần phải tích lũy đi ngang hoặc là điều chỉnh nhẹ hay gì đó, thì có thể là sẽ tiếp tục tăng được trong cái nhịp sắp tới nha. Điện mã này nó chỉ vừa mới bật được cái nền thôi, và em hay nói với mọi người đó, cái điều mà em kỳ vọng là do những cái mã cổ phiếu này nó có một cái nền tích lũy khá là dài, tầm khoảng từ 5 cho tới 6 tháng, là em kỳ vọng ở cái nền này, có nghĩa là khi mà cổ phiếu nó bật qua được cái nền này thì em thấy rằng là cổ phiếu nó có thể nó chạy được từ 30 cho đến 50%. Có nghĩa là đây không phải là mã cổ phiếu đầu tiên nó bật, mà đã có nhiều mã cổ phiếu ở trong cái nhóm ngành của nó đã bật trước đó rồi, hay nhiều mã cổ phiếu penny nó cũng đã bật trước đó rồi thì mới tới lượt DRH. Bây giờ DRH nó mới bật lên và phá đi cái nền tích lũy này, cho nên em kỳ vọng là DRH có thể mang lại một cái mức lợi nhuận từ 30 cho đến 50% cho anh chị em trong cái khoảng thời gian sắp tới nha anh chị. Một cái nền tích lũy 6 tháng thì khi mà nó bật lên thì không đơn giản là nó chỉ tăng đơn giản như vậy đâu anh chị, cho nên em thấy là đây là một cái cơ hội rất tốt đối với mã cổ phiếu DRH. Thì anh chị mua cái mã cổ phiếu DRH là quanh cái vùng là tầm khoảng từ 6.5 cho tới 6.7, điểm cắt lỗ thì anh chị đặt giúp em là cái vùng lanh quanh tầm khoảng 6.5 6.7 đúng không? Đặt cắt lỗ giúp em là tầm khoảng cái vùng là đây, cái vùng nền ở đây là tầm khoảng đây là 6.2 nha anh chị. Vùng mua là 6.5 cho tới 6.7, cắt lỗ là 6.2, target là 8 chấm ít cho tới giá chính nha. Thì đối với mã cổ phiếu DRH, thì em thấy đây là một cái deal rất là ngon trong một cái thị trường như thế này, dành cho những anh chị nào yêu thích penny hoặc là chưa có bất động sản, mà những cái mã kia anh chị không thích thì có thể vào những cái mã cổ phiếu này. Nó vốn hóa nó vừa phải, vừa tầm với anh chị em không? Tùy cái nắp của mọi người thôi mà mọi người lựa chọn. Ok anh chị, nói chung là em thấy DRH cái về mặt kỹ thuật này nó rất là đẹp. Và trong lịch sử thì nói em nói rồi, những cái mã này nó có tiền sử bị bệnh điên, cho nên là trong giai đoạn này thì chúng ta nó cũng có thể là nó sẽ bị điên trở lại nha nhỉ. Đổi lái tâm lý con người, nó đổi lái cũng là con người thì vấn đề tâm lý nó cũng sẽ y như vậy thôi, đã từng điên rồi thì bây giờ nó cũng sẽ có
khả năng là nó sẽ điên trở lại một lần nữa nha, gì đối với những cái mã cổ phiếu như thế này. Ở bên cạnh đó thì những cái mã này, đặc biệt là nhóm ngành bất động sản trong giai đoạn vừa rồi nó cũng chưa có tăng mạnh, cho nên em kỳ vọng là sẽ có một cái nhịp bật tăng trong giai đoạn sắp tới nha. Gì cụ thể là nếu sớm thì có thể là vào ngày mai hoặc thậm chí là cuối tuần, còn không thì tuần sau, thì em nghĩ những bất động sản nó cũng sẽ có những cái nhịp bật tăng lên trở lại nha nhỉ. Rồi mã tiếp theo đó chính là DHS. DHS cũng là một cái mã cổ phiếu có một cái nền tích lũy từ tháng 12 năm ngoái cho tới thời điểm hiện tại, thì nó cũng vừa mới bật lên vào ngày 31 tháng 5. Thì hiện tại nó đang bật lên này là gì, nó bật lên thì nó đang có những cái nhịp test lại. Thì đối với DHS á, anh chị có thể mua quanh giá hiện tại một phần, và nếu mà nó có test về lại loanh quanh cái vùng là 8.2 8.3 đó, anh chị nhồi cho em thêm một phần nữa là xong. Thì đối với DHS thì anh chị có thể đặt các lỗ là tầm loanh quanh 7.9 nha anh chị, cái vùng mua là 8.3 cho tới 8.4, cho tới giá hiện tại 8.3 cho tới cái vùng giá hiện tại là anh chị có thể mua được, và đặt các lỗ giúp em là tầm khoảng loanh quanh là 7.9 nha anh chị. 7.9 là cái điểm cắt lỗ của chúng ta, 7.9. Và cái target đối với đất xa đất đất xanh service là mã cổ phiếu DHS giai đoạn này thì em view nó sẽ lên được tầm khoảng 12.5 nha anh chị, 12.5 cho cái nhịp tăng lần này. Có nghĩa là nó có khả năng nó sẽ tăng lên được tầm khoảng 46% nữa. Đó là lên được 12.5, và cái điểm cắt lỗ chúng ta nếu mà tính từ cái vùng giá hiện tại mà cắt lỗ thì chỉ cắt lỗ loanh quanh đó là tầm khoảng 7% thôi. 46% lợi nhuận so với 7% cắt lỗ thì em thấy đây một cái điều rất là ngon, cực kỳ ngon luôn. Và cái lý do thì giống như con DRH thôi, chúng ta kỳ vọng là cái kỳ vọng một cái nền tích lũy 6 tháng như thế này thì nó mới vừa bật lên thôi nhỉ, và nó đang có những cái nhịp test lại, giống như đây là cổ phiếu loại 2 em nói với mọi người đó, nó có một cái nền tích lũy nó vượt qua khỏi nền tích lũy nhưng chưa đi quá xa, thì nó sẽ có những cái nhịp test lại cái gần gần cái nền tích lũy và chúng ta có thể mua được. Bản chất đất xanh anh chị, những cái mã như DRH hay DRH anh chị đừng có căng ke một vài like, những cái mã đó anh chị cứ vào cho em trước một phần đi, đừng có căng ke gì hết nha. Thì trong giai đoạn này thì gọi là thị trường nó đã vào sóng hay là cổ phiếu nó đã vượt nền tích lũy và nó đã xác nhận nó vào uptrend rồi á, thì anh chị đừng có căng ke một vài like hay gì hết, anh chị cứ vô trước cái vùng giá hiện tại giúp em một phần, và nếu như mà nó có điều chỉnh xuống á, thì chúng ta sẽ canh, chúng ta nhồi thêm ở phía bên dưới để cân cái phần giá đó lại, hoặc là nếu như mà chúng ta mua xong á mà cổ phiếu nó vượt được cái đỉnh gần nhất á, ví dụ như là đất xanh á, DS DS nó vượt được 8.7 thì chúng ta mua gia tăng nhồi thêm và hướng lên cái vùng target tiếp theo đó chính là 12.5 nha anh chị. Thì DS nó cũng đã có một cái lịch sử, nó cũng đã có một cái lịch sử là nó đã từng bị bệnh điên, cho nên là trong giai đoạn sắp tới em nghĩ nó có thể nó sẽ bắt đầu bị điên trở lại nha anh chị, có thể nha anh chị, có thể đó. Với lại là thanh khoản anh chị có thể thấy là bắt đầu có những cái sự gia tăng, cho thấy dòng tiền nó đang quay trở lại, và kể cả DRH cũng như vậy, thanh khoản bắt đầu có những cái sự gia tăng rất là lớn trong cái khoảng thời gian gần đây. Cho nên em nghĩ là hai mã cổ phiếu này chị có thể quan tâm và theo dõi được nha nhỉ. Thì đây là hai mã cổ phiếu Penny thuộc nhóm bất động sản, mà nhóm bất động sản trong giai đoạn vừa rồi cũng chưa tăng quá nhiều, chủ yếu là đang đi ngang tích lũy thôi, đang tái tích lũy và đang đi ngang tích lũy. Thì em nhìn ra được hai mã này, lọc ra được hai mã cổ phiếu Penny này thuộc nhóm bất động sản khá là ok, và có thể là mang được lại được một cái mức lợi nhuận rất là tốt, một cái mức lợi nhuận 30 cho tới 50% thì nó được gọi là siêu phẩm nha nhỉ, nó được gọi là siêu phẩm cổ phiếu. Thì chúng ta có thể kỳ vọng một cái nhịp đó, và chị có thể là mua được hai mã này nha nhỉ. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi hết cái video này nha. Hẹn gặp mọi người trong những cái video tiếp theo. Chúc mọi người có một ngày giao dịch thành công và hiệu quả, cũng như là có được một ngày tốt lành. Ok ha nhỉ. Trong giai đoạn này thì em nhắc lại luôn là cố gắng gồng nha nhỉ, cũng như là đặc biệt là gồng đối với nhóm cổ phiếu bất động sản, hoặc là đặc biệt đối với những cái mặt cổ phiếu chưa tăng mà nó còn đang nằm trong nền tích lũy, hoặc mới vừa với vượt nền tích lũy và đang test lại, giống như mặt cổ phiếu DRH hoặc là DSS, mô hình nó sẽ tương tự như vậy. Thì anh chị cố gắng nắm giữ những cái mặt cổ phiếu đó, thì trong giai đoạn sắp tới em nghĩ nhóm bất động sản cũng sẽ có một cái khoảng bùng nổ nha anh chị, sẽ có lúc sẽ bùng nổ thôi. Em nghĩ sớm thì có thể là sẽ rơi vào tầm ngày mai hoặc là cuối tuần này. Ok ha anh chị, cho nên cố gắng kiên nhẫn đối với nhóm này, tích lũy cũng tương đối tốt rồi, thì em nghĩ là cũng sẽ tới thời gian để nó bung lụa lên thôi. Ok ha anh chị. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Anh chị nào chưa like thì nhớ like cho em, anh chị nào đang cần tư vấn hỗ trợ hay là quan tâm tới room Zalo khách hàng của em á thì nhớ liên hệ trực tiếp với số Zalo của em trên màn hình nha anh chị, 0866088044. Một lần nữa cảm ơn mọi người, tạm biệt anh chị em.